Không không, nhà con ở gần đó thôi. Ở gần cái chung cư Minh Thành. Dạ đúng rồi, phía sau luôn Minh Thành luôn á. Trung Hoàng Gia Lai 1. À, nếu mà ở là vô ở liền luôn rồi chú. Dạ, ở liền luôn. Đặt cọc chứ. Bây giờ mình nếu mà chị thấy chị đặt cọc trước. Chắc chắn là qua ăn luôn phải không? Đúng rồi. Dạ, được. Thì mình đặt cọc trước. Nhà chú là được cái view đẹp, cái view nhìn ra sân sân bóng đá luôn chị. Nhìn ra thẳng cái sân bóng đá luôn. Cũng gần đây có chợ đồ gì không chú? Chợ đây, siêu thị ngay đây. Bên luôn hả? Siêu thị đây, chợ Hồ Bơi. Dạ. Siêu thị đi, siêu thị đi. Dạ, thì siêu thị con thấy rồi. À, xin chào.